kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ, chúng mình cùng đi tô màu nào. Tô màu nha các bạn. Mà giờ cháu làm tính công với chú ơi. Chú ơi, như bây giờ cháu làm như này được tính công chú? Chưa. Tại vì cháu có lớp 7, chú chưa đủ góp tin được. Mà làm được mấy bữa mình nghỉ đi mình chưa nghiêm túc được. Có vẻ như là ôi giời ơi không sao, cứ làm như này mong là sẽ đỉnh của tháng sẽ được thành công, mong là gì.
Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi tô màu nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đi tô màu nào. Trước khi đi tô màu, nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng mình cùng đi tô màu nào. Chị tô màu cho các bạn xem. Giải làm như này chỉ mong là anh Kiên đừng có giải 1.2 triệu như lần trước nhé. Mong là giải hơn 2 triệu gì đó. Đó. Mong là được 2 triệu trở lên. Được thế đấy không phải dễ ứng câu. Đúng rồi, đi chết làm 4 tháng đây mỗi tháng 1.2 triệu. Đúng rồi. Mong là lúc đấy là làm khoảng 7-8 tiếng một ngày nhé. Như sơn đâu. Đúng rồi. Bằng với cả mỗi ngày là 2 tiếng. Nếu như đấy là sơn, không phải mình đi. Như kiểu như là chạy thì mình chỉ là 20 tiếng. Sơn tận 28.000 một tiếng cơ. Em phải kiếm quán nước là tối làm thật. Khi em có phải kiếm quán nước nào mà nhận làm tối để tối em vào làm ấy. Chứ không sợ lắm, anh kia lại giả 1.2 triệu. Đúng rồi. Dựng ở đây mà nghe nào cũng dựng 1 tháng thì 1.2 triệu. Mà ở đây có nghĩa là làm chứ không phải là ngồi vào đây chơi. Nhưng mà nếu như mà giờ sợ như thế kiếm quán nước làm thì kiếm quán ở đâu được? Bây giờ mà sợ như thế kiếm quán nước làm thì kiếm quán nào được? Là mình bây giờ làm gì cần thuê? Đúng rồi. Bây giờ quán nước đa phần nó sắp đóng rồi. Đến mùa đông đa phần là đóng rồi. Hello.